Đằng sau cuộc ly hôn tốn giấy mật cùng Hoa hậu Jennifer Phạm, ca sĩ Quang Dũng còn bị đồn yêu đồng giới với nhạc sĩ Lê Quang. Đằng sau những tin đồn chưa rõ thật hư gáy, mới đây trong chương trình 60 phút rực rỡ tháng 8, anh đã có những giây phút trải lòng để chia sẻ rõ hơn cho công chúng được hiểu về cuộc sống đời tư của mình ra sao mà trước nay ít khi nhắc đến. Quang Dũng sinh năm 1975, quê gốc ở Bình Định. Năm 20 tuổi, anh mang theo mình hành trang và giải thưởng ca khúc khu vực vào Sài Gòn lập nghiệp. May mắn đến với anh khi có cơ hội gặp gỡ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tình cờ biết đến giọng ca Quang Dũng với Biển Nhớ, người nhạc sĩ đã dành nhiều cảm tình và tặng bài hát Biển Nghìn Thu Ở Lại cho anh. Nhắc về chuyện tình cảm, đầu tiên phải kể đến mối tình cùng nữ ca sĩ Thanh Thảo. Khác với những cặp đôi khác, rất khó để sau nhiều sóng gió, họ vẫn bên cạnh và ủng hộ nhau. Riêng Quang Dũng và Thanh Thảo, khi mối tình đẹp của cặp đôi hình tượng nhạc Việt một thời kết thúc thì cũng là lúc họ dần trở thành tri kỷ. Đến năm 2006, Quang Dũng và Jennifer Phạm với nghi án phim giả tình thật sau bộ phim Những Chiếc Lá Thời Gian. Sau đó họ nhanh chóng kết hôn và có với nhau một cậu con trai kháo khỉnh. Những tưởng cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Việt sẽ bên nhau dài lâu, nhưng họ bất ngờ ly hôn một cách chớp nhoáng sau 2 năm chung sống. Cả hai đều từng thừa nhận phải tốn không ít nhiều thời gian để có thể cởi mở và gặp lại nhau. Chia sẻ thêm về cuộc ly hôn ồn ào của mình và Jennifer Phạm, Quang Dũng nói: "Con người không phải ai cũng có tất cả. Tôi có sự may mắn, có hạnh phúc, có nụ cười và cũng có sự chia ly mất mát. Khi hết duyên nên dành sự tử tế cho nhau." Nói về cậu con trai Bảo Nam, Quang Dũng cho biết: "Cuộc đời mỗi người đều phải trải qua nhiều giai đoạn, nhưng điều hạnh phúc nhất đối với một người trưởng thành là khi được làm cha làm mẹ. Thế nên dù hiện tại không ở chung với con trai, anh vẫn thường xuyên liên lạc và chăm sóc yêu thương con trai. Không chỉ thế, Quang Dũng còn vướng tin đồn cặp với Lê Quang. Quang Dũng bảo dạng tiết lộ ngày xưa đi diễn, hai người luôn bị sắp xếp chung phòng, chung giường khách sạn với lý do Lê Quang là của Quang Dũng. Nam ca sĩ cho biết cũng nhờ những kỷ niệm vui đó mà hai anh em ngày càng thân thiết với nhau hơn, chứ không hề có mối quan hệ đồng giới nào như mọi người vẫn tưởng. Có lẽ sau những giây phút trải lòng, công chúng đã phần nào hiểu được đời tư của anh hơn, khiến nhiều người có cái nhìn khác hơn về ca sĩ Quang Dũng. Không chỉ sở hữu giọng ca ấm áp trữ tình, mà những cuộc tình tuy trôi qua chóng vánh của anh vẫn không kém phần lãng mạn.